Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề chúng tôi thực hiện với tên gọi là người bệnh ung thư tuyến giáp, chúng ta nên ăn gì và kiêng gì? Và để trả lời câu hỏi này, mời quý vị lắng nghe phần tư vấn ngay sau đây của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Quỳnh Thư, trưởng khoa tiết chế và dinh dưỡng của Bệnh viện quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Thư ạ. Kính chào Thanh Ráp, kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác Sĩ. Đầu tiên thì Thành Ráp muốn hỏi bác sĩ Quỳnh Thư, đó chính là ung thư tuyến giáp khi mà chúng ta chưa điều trị thì sẽ gây ra những ảnh hưởng gì đến thể trạng và dinh dưỡng của người bệnh, thưa bác sĩ Thư? Một câu hỏi mà bác sĩ Thư hết sức là trăn trở. Yeah. Tại vì gần đây bác sĩ Thư cũng đang theo dõi tại nhà một số bệnh nhân. Không phải là ung thư tuyến giáp, tuy nhiên là ung thư ở vùng lưỡi, ung thư ở vùng hạ hầu và những cái khu vực liên quan đến vùng miệng. Thì cái điều mà đầu tiên những bệnh nhân ung thư vừa nghe bác sĩ nói mình là có một cái khối u chưa cần biết là lành tính hay ác tính, thậm chí là xa hơn nữa đó là xác định đã ác tính rồi. Thì điều đầu tiên đó là tâm lý rất là hoang mang và rất là lo sợ. Và cái việc là hoang mang và lo sợ này sẽ dẫn đến việc là chúng ta có bệnh thì vái tứ phương, chết rồi, tôi bị ung thư rồi, thế là ai hướng dẫn cái gì cũng nghe, ai chỉ cái gì cũng làm. Đôi khi là chúng ta không tỉnh táo thì sẽ dẫn đến việc đó là tiền mất tật mang. Một số trường hợp các bệnh nhân vô khoa dinh dưỡng bệnh viện quận Bình Thạnh để được khám dinh dưỡng thì bệnh nhân có mang vào những cái hộp sữa hay những cái loại bột ngũ cốc, thậm chí là một số cái dòng thực phẩm chức năng không có nhãn mác rõ ràng, hoặc là những cái loại bột xay do người khác hướng dẫn rất là thương tâm, và uống trong một thời gian rất dài và dẫn đến là bị suy dinh dưỡng vì là không dám ăn gì hết, sợ khối u nó phát triển, chỉ uống cái đó thôi. Chính vì vậy cho nên chuyên đề ngày hôm nay với việc đó là chúng ta nên cho bệnh nhân ung thư ăn gì và chăm sóc bệnh nhân ung thư như thế nào, đây là một cái chuyên đề rất là hay mà bác sĩ Thư rất là mong chờ. Như vậy thì đối với lại bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn nào trong việc ăn uống? Việc đầu tiên đó là tuyến giáp nằm ở vùng cổ, do đó sẽ dẫn đến việc đó là có khả năng là khối u phát triển và chèn ép vào vùng hầu họng, dẫn đến là nuốt khó hoặc là khó ăn, khó nhai, và tâm lý hoang mang lo sợ sẽ dẫn đến là mất cảm giác ngon miệng, mất ngủ, sụt cân và lo lắng rất là nhiều, stress, trầm cảm. Và bệnh nhân khi mà phát hiện ra ung thư hoặc có khối u, cái việc sụt cân của bệnh nhân không phải là do bệnh lý gây ra, mà là do chính tâm lý gây ra. Như vậy thì điều đầu tiên bác sĩ Thư muốn nhắn nhủ đó là những người vô tình phát hiện ra mình có một khối u, hoặc thậm chí là phát hiện ra mình có một cái bệnh lý ung thư tuyến giáp hay là bệnh lý ung thư ở khu vực khác, đều vẫn nên là hết sức bình tĩnh. Chúng ta hãy tìm đến sự giúp đỡ của các chuyên gia gồm có bác sĩ điều trị của mình hoặc là khoa dinh dưỡng của các bệnh viện để chúng ta có được cái hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng, mang tính khoa học cao để chúng ta có thể ứng dụng được, chăm sóc cho người bệnh, người thân hay là chính bản thân của mình. Thật ra mà nói thì cũng rất là đồng cảm với các bệnh nhân ung thư. Thật ra thì không ai muốn mắc căn bệnh này. Và khi mà nhận ra kết quả rằng mình bị ung thư thì cái thời gian đầu thì đa số thì mọi người đều không có chấp nhận, cho rằng tại sao nó lại đến với tôi. Nhưng mà đôi khi cái sự thật thì mình không thể nào chối bỏ nó được. Thì quý vị, khi mà chúng ta đã nhận biết được rằng mình ung thư thì đôi khi ung thư lần đầu tiên khi mà chúng ta phát hiện sớm thì có thể điều trị kịp thời và bảo bọc nó, làm sao cho nó khu trú một chỗ đó thôi, tránh lan tràn ra nhiều chỗ khác và tiến triển xấu hơn. Chúng ta phải biết cách dinh dưỡng và tuân thủ những cái chế độ của bác sĩ đưa ra. Và như bác sĩ Thư vừa đề cập thì khi mà bệnh lý thì nó chỉ chiếm 30% thôi, 70% còn lại là tâm lý của tất cả quý vị. Vì thế chúng ta hãy chuẩn bị một tâm lý thật là tốt, vững vàng để mà có thể chống chọi, có thể vượt qua căn bệnh này. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, thưa bác sĩ Quỳnh Thư, hầu hết thì các trường hợp ung thư tuyến giáp đều có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật và điều trị iốt phóng xạ. Khi mà bệnh nhân chúng ta đang áp dụng hai phương pháp điều trị này thì cái chế độ nào dinh dưỡng người bệnh cần phải lưu ý, thưa bác sĩ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của MC rất là sâu. Nếu như mà chúng ta điều trị bằng phẫu thuật và sau đó là xạ trị, thì thông thường việc đầu tiên đó là bệnh nhân phải vượt qua về mặt tâm lý hoang mang và lo sợ, và phải thực sự phối hợp với bác sĩ đồng để cho bác sĩ có cái cơ hội được đồng hành với người bệnh trong quá trình điều trị. Nếu không, chúng ta sẽ bị tác động bên ngoài và dẫn đến là việc là bác sĩ nói thì không nghe, hoặc là bác sĩ dinh dưỡng nói thì không nghe mà lại đi nghe cái người hàng xóm, thì rất là nguy hiểm. Tại vì là
những cái lời khuyên về chuyên môn y tế hoặc những cái hướng dẫn về chuyên môn y tế thì phải là cái người chuyên sâu về ngành y cũng như là nghiên cứu thật là kỹ thì người ta mới dám đưa ra. Do đó cho nên là việc đầu tiên bệnh nhân phải hết sức là hoàn toàn bình tĩnh và đồng hành cùng với bác sĩ cũng như là trao đổi thông tin với bác sĩ. Đừng có giấu, đừng có ngại gì cả, bác sĩ sẵn sàng lắng nghe. Việc thứ hai nữa đó là đối với những trường hợp ví dụ như bệnh nhân phẫu thuật hoặc là xạ trị thì sẽ làm cho bệnh nhân cảm giác mệt mỏi và chán ăn rất nhiều và thậm chí rất là đau ở cái vùng bệnh lý, do đó là cảm thấy nuốt không được, rất là khó ăn. Một số trường hợp nếu như mà chưa kịp điều trị mà có những cái khối u chèn ép làm cho chúng ta nuốt khó thì cái việc đó là chúng ta có thể cho người bệnh ăn những cái món ăn mềm và lỏng. Tuy nhiên phải đảm bảo được đậm độ năng lượng, có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái công thức cháo xay hoặc là súp xay với cái tỷ lệ 1:1 hoặc là tỷ lệ 1:2 để cái năng lượng cao. Ví dụ như bình thường chúng ta thay vì cho bệnh nhân ăn một chén cháo trắng thì chúng ta nên cho bệnh nhân ăn một chén cháo vừa có thịt vừa có rau và bổ sung thêm những cái loại bột đạm hoặc những cái loại sữa đặc trị cho bệnh nhân ung thư để có thể giúp cho người bệnh đầy đủ được năng lượng. Và chúng ta phải phân bố cái cữ ăn, có thể là 4 cữ, có thể là 6 cữ, có thậm chí có khi là 8 đến 9 cữ một ngày, bao gồm những cữ chính và những cữ phụ để cho người bệnh có thể dễ dàng dung nạp được thức ăn. Vì cái cảm giác mà không ngon miệng cũng như là cái vùng tiêu hóa của chúng ta cảm thấy khó chịu, khó hấp thu sẽ làm cho dễ bị đầy bụng. Do đó chúng ta phải chia từng cữ nhỏ, nhưng mà cái việc chia bao nhiêu cữ còn tùy thuộc vào cái bệnh của cái người bệnh nhân đó. Có nghĩa là có những cái bệnh lý nền như tiểu đường hay không, hay là có những bệnh lý nền về suy thận hay những bệnh lý gì khác hay không, thì việc xây dựng những cái thực đơn cá thể hóa cũng như những cái công thức cụ thể cho từng bệnh nhân sẽ giúp được cho bệnh nhân rất nhiều, mà hiện tại khoa dinh dưỡng bệnh viện quận Bình Thạnh cũng có thể đã làm được rồi. Do đó là chúng ta có thể là việc đầu tiên là tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị của mình. Việc thứ hai nữa là tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng ở các khoa dinh dưỡng để chúng ta có được cái lộ trình hợp lý. Việc thứ ba, đối với lại người thân hoặc là người bệnh, nếu như mà chưa kịp tham khảo thì chúng ta sẽ cho ăn thức ăn lỏng, mềm và chia nhiều cữ trong ngày, cố gắng ăn được nhiều nhất có thể. Và dĩ nhiên là trong mỗi một cữ ăn như vậy chúng ta phải đảm bảo đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. Tinh bột, có thể là cháo trắng, có thể là yến mạch, có thể là cơm, có thể là súp, có thể là khoai. Nhóm chất đạm thì chúng ta có thịt. Thịt thì chúng ta sẽ dùng thịt heo hoặc là thịt gà hoặc là thậm chí là cá hoặc là tôm hoặc hải sản. Và chúng ta luôn luôn phải nhớ bổ sung các loại rau và các loại quả tươi. Rau thì chúng ta có thể xay vào cháo, quả tươi thì chúng ta có thể ép lấy nước hoặc là xay sinh tố. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên xay sinh tố vì chúng ta có thể ăn luôn cả xác. Có thể nói thì ung thư tuyến giáp thì đôi khi nó cũng dễ điều trị và cái tiên lượng nó cũng tốt hơn một số loại ung thư khác. Tuy nhiên thì vẫn có một số ít trường hợp là bệnh nhân chúng ta phát hiện bệnh ở giai đoạn rất là muộn. Cái lúc này thì cái khối u nó đã chèn ép lớn gây rất là khó khăn trong cái vấn đề ăn uống, thì bệnh nhân chúng ta cần phải chăm sóc dinh dưỡng ra sao trong cái giai đoạn này thưa bác sĩ? Một câu hỏi rất là cụ thể để cho người bệnh ung thư có thể tự theo dõi cũng như là có được những cái giải pháp ban đầu. Đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân ung thư ăn những cái món ăn lỏng và mềm. Và có thể mỗi một lần như vậy là ít thôi, không cần nhiều. Có thể là xay cháo ra 100ml rồi xong rồi một ngày như vậy có thể ăn từ 4 đến 6 cữ cháo xay hoặc là súp xay. Nếu như người bệnh này không có tiểu đường và không cần kiểm soát nghiêm ngặt về mặt đường huyết. Tại vì nếu như mà chúng ta cho những cái thức ăn xay nhuyễn và hầm nhừ như vậy thì cái nguy cơ tăng đường huyết rất cao. Do đó là nếu như mà bệnh nhân có bệnh nền là tiểu đường chẳng hạn thì chúng ta sẽ cân nhắc về cái việc mà chia nhỏ cữ cũng như là cái thành phần dinh dưỡng trong cái bữa ăn. Vì thứ hai, chúng ta có thể bổ sung một số loại sữa hoặc một số loại sản phẩm dành cho bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên cái việc này là phải có cái ý kiến của bác sĩ điều trị hoặc là của chuyên gia về dinh dưỡng. Chúng ta không nên tự ý mua, lý do là tại vì những cái gì mà nó liên quan đến đặc trị, những cái gì liên quan đến đặc hiệu, những cái gì liên quan đến cái việc là sản xuất cho ung thư thì thường là sẽ bị việc quảng cáo cũng như là việc truyền thông đẩy giá lên rất là cao. Nếu chúng ta không tỉnh táo để lựa chọn thì vô tình không phải là chúng ta bị lừa hay là không chọn được những sản phẩm tốt, mà là cái việc sản phẩm này mang đến lợi ích cho chúng ta nó sẽ không phù hợp với cái cá thể hay cái thể trạng của chính bản thân mình.
Ví dụ một bệnh nhân ung thư suy dinh dưỡng thì cần sử dụng những loại sữa cao năng lượng, có thể là 300 kcal cho một chai, có thể là 400 kcal cho một chai. Thì chúng ta cần phải coi người bệnh này hiện tại mức độ suy dưỡng đến đâu, khả năng dung nạp của bệnh nhân đến đâu và khả năng ăn uống của bệnh nhân các loại súp sữa hiện tại như thế nào, có cần bổ sung hay không, và nếu bổ sung thì chúng ta sẽ bổ sung loại 300 kcal cho một chai hay là 400 kcal cho một chai. Do đó chúng ta cần phải dựa trên cái nền tảng khảo sát khẩu phần 24 giờ cũng như là cái khả năng của người bệnh để chúng ta lựa chọn cái sản phẩm giống như chúng ta chọn thuốc vậy. Do đó không có nên nghe ai đó nói rồi cái là mình mua rất là nhiều cũng như là mua với cái giá rất cao thì nó sẽ làm cho mình tiền mất tật mang hoặc là hao phí không cần thiết. Và cái việc chi phí đó chúng ta nên để cho cái việc là chúng ta can thiệp dinh dưỡng một cách đúng đắn cũng như là để cho cái lộ trình điều trị của chúng ta sau này. Trân trọng cảm ơn cái ý rất là hay của bác sĩ Thư. Có thể thành đáp tóm gọn cái ý này, khi mà chúng ta đã mắc phải một căn bệnh và tuân thủ điều trị cùng với bác sĩ của mình thì tất cả mọi thứ từ thuốc men, từ vấn đề chế độ dinh dưỡng, bổ sung những gì thì cũng đều phải qua ý kiến của các bác sĩ đang điều trị của mình. Các bác sĩ sẽ biết đâu là cái vấn đề thích hợp cho mình hay không. Đôi khi cũng là một bệnh đó, một người này cũng đang mắc cái bệnh giống mình nhưng mà cái tiên lượng của họ khác, cái mức bệnh của họ đang khác và cách điều trị, cái cách bổ sung dinh dưỡng của họ khác. Người dân của mình thì luôn luôn có một cái thói quen là thấy người này uống được, người kia uống được rồi xong cái người này cũng bệnh giống tôi, uống hết rồi tôi uống theo. Nhưng mà thật ra là bệnh thì là một bệnh đó, nhưng mà tùy thể trạng mỗi người là có một cái đáp ứng khác nhau. Vì thế mà chúng ta muốn bổ sung bất cứ cái gì thì chúng ta cũng phải tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng trong cái việc mà rút ngắn cái thời gian điều trị và hồi phục nhanh có thể trong cái vấn đề bệnh lý. Và quay trở lại với chương trình, thưa bác sĩ Quỳnh Thư, sau khi mà một số trường hợp ung thư tuyến giáp đã được loại bỏ khối u rồi thì cái vấn đề dinh dưỡng khi mà đã lấy ra khối u nó có khác gì so với trước đây hay không, thưa bác sĩ? Như vậy thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái việc là chúng ta phẫu thuật tuyến giáp như thế nào. Có nghĩa là chúng ta cắt toàn bộ, toàn phần tuyến giáp hay là chỉ cắt một phần để lại một chút nhỏ của tuyến giáp còn mô chức năng lành tính để chúng ta có thể là sử dụng duy trì được cái hormone tuyến giáp một cách tự nhiên. Đây là một cái việc điều trị chuyên sâu về ung thư tuyến giáp mà bác sĩ Thư không có tiện bàn. Tại vì đây là phụ thuộc vào cái phương án của bác sĩ điều trị cũng như là cái tình trạng của người bệnh lúc đó. Tuy nhiên về mặt dinh dưỡng thì chúng ta vẫn dựa trên những nguyên tắc cơ bản, đó là việc đầu tiên chúng ta cần phải xác định người này đang ở đâu trong cái sơ đồ dinh dưỡng. Là một người có BMI bình thường từ 18.5 đến 22.9 hay là một người suy dinh dưỡng có BMI dưới 18.5 hay là một người đang thừa cân béo phì BMI trên 22.9 nhưng tỷ lệ cơ rất thấp và tỷ lệ mỡ lại dư thừa. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân này đang suy dinh dưỡng một cách tiềm ẩn. Vậy thì khi mà chúng ta xác định được thể trạng bệnh nhân ở mức độ nào rồi thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái phương án can thiệp. Nếu bệnh nhân suy dinh dưỡng thì chúng ta sẽ bổ sung năng lượng và tăng cái khả năng ăn lên, tăng cái khẩu phần ăn lên để bệnh nhân có được cái sự tăng cân hợp lý cũng như là đáp ứng được khẩu phần phù hợp. Nếu như bệnh nhân đang trong tình trạng bình thường, không có teo cơ gì cả, BMI bình thường, đang lao động sinh hoạt tốt thì chúng ta cần phải có giải pháp hướng dẫn một chế độ ăn phù hợp với cái thể trạng lúc đó, vừa đủ với năng lượng cũng như là hướng dẫn chế độ luyện tập và chế độ vận động để người bệnh có thể duy trì được sức khỏe. Nếu trong trường hợp bệnh nhân đang teo cơ thì chúng ta phải hướng dẫn đặc biệt về chế độ vận động để nâng cái cơ của bệnh nhân lên, đó là khối chức năng của cơ thể. Và việc thứ hai nữa đó là phải điều chỉnh để cho bệnh nhân có thể giảm được cái khối mỡ dư thừa và đưa cân nặng trở về cái mức hợp lý, từ đó mới có thể là tiếp tục cái lộ trình điều trị cũng như là theo dõi sau đó tốt hơn. Một cái điều gửi gắm nữa đó là đối với bệnh nhân ung thư thì hiện nay y học phát triển và có rất nhiều loại ung thư có thể điều trị được. Vấn đề là chúng ta cần phải phát hiện sớm và phải hết sức là tỉnh táo cũng như là nhìn nhận rõ vấn đề và có sự đồng hành của bác sĩ của mình để mình có thể được điều trị một cách tốt nhất. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nên khám sức khỏe. Có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm một lần chúng ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình để xem mình có cái rắc rối nào trong cơ thể hay không, hay có cái vấn đề nào trong cơ thể hay không. Chúng ta nên yêu thương chính cái bản thân cơ thể của mình và tìm ra những cái vấn đề để can thiệp sớm, tránh để trường
trường hợp là khi phát hiện một khối rất là to rồi thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ can thiệp trễ và điều trị trễ, thì dĩ nhiên là hiệu quả sẽ không cao bằng là chúng ta phát hiện sớm và xử lý sớm. Về cái vấn đề dinh dưỡng thì thành ra xin hỏi bác sĩ Thư, cái vấn đề này thì có rất là nhiều bài đọc alo bác sĩ khi mà họ mắc phải ung thư tuyến giáp thì rất là lúng túng. Cái lời khuyên là không biết là có nên là ăn rau các loại họ cải với cả là thực phẩm được chế biến từ đầu nành hay không? Nhờ bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn về hai nhóm thực phẩm này thưa bác sĩ Quỳnh Thư. Đây là một câu hỏi mà cứ bệnh nhân ung thư tuyến giáp hoặc là bệnh lý về tuyến giáp là rất là sợ. Thậm chí là chỉ đơn giản một cái việc đó là bị phình giáp, tức là hoàn toàn lành tính, không ảnh hưởng gì đến hormone tuyến giáp của mình luôn, mà vẫn đi kiêng rất là nhiều loại thực phẩm liên quan đến họ cải cũng như là đậu nành. Vậy thì chúng ta cần phải xem tại sao chúng ta kiêng những loại thực phẩm này, vì những loại thực phẩm này có ảnh hưởng đến việc hấp thu cũng như là chuyển hóa tuyến giáp, chuyển hóa iốt của tuyến giáp. Như vậy thì nếu như ung thư tuyến giáp mà có ảnh hưởng đến những cái hormone tuyến giá, ví dụ như là ST3, ST4, thì lúc đó chúng ta mới xem xét đến cái việc là cần điều chỉnh những cái loại thực phẩm này hay không. Và nếu như mà chúng ta ung thư tuyến giáp nhưng chúng ta đã điều trị rồi và nó không có liên quan gì đến học môn hết, nó do một cái loại tế bào nào đó cũng không kể chẳng hạn, vì ung thư rất là nhiều loại tế bào phụ thuộc vào giải phẫu bệnh mà chúng ta có chẩn đoán cụ thể, thì lúc đó chúng ta mới có được một cái phương án trong cái chế độ ăn cá thể của mình cần phải kiêng loại thực phẩm nào cũng như là nên bổ sung loại thực phẩm nào. Nếu như trong trường hợp lời khuyên của bác sĩ điều trị là chúng ta cần phải kiêng iốt, thì lúc đó chúng ta mới cần hạn chế những cái loại thực phẩm có những cái loại ví dụ như là cải hay là đậu nành vân vân. Còn nếu như mà bác sĩ dinh dưỡng không có khuyên mình thì mình không có cần phải kiêng. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi nữa Thanh Ráp muốn gửi đến bác sĩ Quỳnh Thư, đó chính là ăn tảo biển thì có giúp ích gì cho bệnh ung thư tuyến giáp hay không thưa bác sĩ? Trong tảo biển thì sẽ cung cấp nhiều iốt, cho nên là vẫn là vấn đề là chúng ta có cần kiêng iốt hay không, hay là đối với một người ung thư tuyến giáp đã phẫu thuật các tuyến giáp toàn phần, có nghĩa là không còn hormone tuyến giáp nữa, thì cái việc mà chúng ta ăn iốt và bổ sung iốt hàng ngày để cho phục vụ cho những cái hoạt động chuyển hóa khác trong cơ thể là điều cần thiết. Và thậm chí là chúng ta còn phải uống thêm những cái thuốc để điều trị giống như là hormone tuyến giáp để duy trì, vì hormone tuyến giáp sẽ liên quan đến nhịp tim, liên quan đến huyết áp và liên quan đến tinh thần, trạng thái tích cực cũng như những cái vận động của cơ thể. Chúng ta không thể thiếu hormone tuyến giáp. Vấn đề là khi mà chúng ta không may chúng ta cần phải điều trị về ung thư tuyến giáp và phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp là không có còn hormone nữa, thì chúng ta cần phải có những cái chế độ ăn nó cá thể hóa và phù hợp, và lúc đó việc ăn tảo biển của chúng ta là giúp ích có lợi. Còn nếu như mà trong trường hợp ung thư tuyến giáp chúng ta đang điều trị cắt một phần hoặc là chúng ta đang hóa trị xạ trị và có sự tăng lên của những cái hormone tuyến giáp, có khuyến cáo là chúng ta nên hạn chế iốt, thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những thực phẩm liên quan đến iốt, trong đó chúng ta thường hay nhớ tới đó là tảo biển, hay là không bổ sung muối iốt vào trong bữa ăn. Thưa bác sĩ Quỳnh Thư, khi mà mình tiếp xúc với bệnh nhân ung thư thì mình nhận thấy mình thương họ vô cùng, bởi vì khi mà nhắc đến vấn đề dinh dưỡng thì ăn gì họ cũng sợ, dẫn đến là cái kiêng khem quá mức, sợ ăn cái món này phải thì làm cho cái khối u nó di căn lớn hơn, hay là đã chữa lành rồi thì cái nguy cơ tái phát cao hơn, dẫn đến là họ kiêng khem quá mức. Đôi khi có nhiều người cay nghiệt đến nỗi là họ chỉ ăn cơm trắng với muối mè hoặc là ăn gạo lứt hay thôi. Vậy thì trong số bác sống ngày hôm nay, nhờ bác sĩ chỉ ra thì đối với ung thư tuyến giáp chúng ta nên ăn và đặc biệt là nên kiêng những nhóm nào thưa bác sĩ Quỳnh Thư? Vâng, cảm ơn câu hỏi của MC. Thật ra thì đối với ung thư, không riêng nhiều ung thư tuyến giáp mà rất nhiều loại ung thư khác đều như vậy. Hồi xưa giờ mình có một cái tin đồn là nếu như chúng ta ăn thì sẽ nuôi khối u. Nhưng mà quý vị khán giả cứ nghĩ đi, nếu như thà chúng ta ăn vô 30% nó nuôi khối u, 70% nó nuôi cơ thể mình để mình tiếp tục chịu đựng những cái đợt điều trị, hóa trị, xạ trị cũng như là phẫu thuật, thì rõ ràng là nó vẫn tốt hơn là chúng ta nhịn khối u, nó vẫn ăn nhưng nó ăn thịt chúng ta, nó ăn cơ thể của chúng ta để nó tiếp tục phát triển, vì mình không cản nó được. Điều đó có nghĩa là sao? Nếu như dù chúng ta bị ung thư tuyến giáp hay ung thư nào khác, chúng ta đều cần một chế độ ăn cân đối, đều cần một cái sự nuôi dưỡng phù hợp, cá thể hóa cho từng trường hợp, béo phì, suy dinh dưỡng hay là có bệnh lý nền hay không, hay là đang trong giai đoạn nào của điều trị. Nếu như mà chúng ta có hóa trị thì sẽ dẫn đến việc là sau khi hóa trị người ta có cảm giác là buồn nôn, chán ăn, thì chúng ta càng phải cố gắng
ăn những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, cũng như là cân đối đa dạng đủ các nhóm chất dinh dưỡng để có sức khỏe hồi phục lại, để tiếp tục chúng ta có thể tiếp tục cái liều hóa trị tiếp theo. Vì nếu như mà là bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn hóa trị thì chúng ta cũng biết rồi, cân nặng chúng ta thấp quá thì bác sĩ sẽ không thể hóa trị được nữa. Như vậy, tóm lại đối với bệnh nhân ung thư thì chúng ta nên thì đầu tiên là có một cái kế hoạch dinh dưỡng hợp lý, cá thể theo cho từng người, thậm chí là thực đơn cá thể cho từng bệnh nhân. Vị thứ hai nữa đó là phối hợp với bác sĩ để có thể tuân theo, tuân thủ cũng như là có cái lộ trình vừa điều trị vừa can thiệp dinh dưỡng, điều chỉnh dinh dưỡng một cách hợp lý nhất. Và giữ làm sao mình không có thể là tăng cân được, nhưng mà ít nhất mình cũng đừng sụt cân, mình cũng đừng bị mất cơ, và mình có đủ sức khỏe để có thể đi hết cái liệu trình điều trị của mình. Đó là những cái gửi gắm cho người bệnh ung thư. Hết sức bình tĩnh và hãy để bác sĩ đồng hành với các anh chị. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ có thể cho biết thì theo những cái nghiên cứu mới trên thế giới thì có cái chế độ dinh dưỡng nào là tốt nhất cho người bệnh ung thư tuyến giáp hay không? Thật ra một chế độ dinh dưỡng gọi là tối ưu thì sẽ không có. Tại vì là tùy tối ưu là khi nào mà ví dụ như bác sĩ Thư cao bao nhiêu đó, chúng ta nên ăn bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá mỗi ngày. Đó là gọi là tính toán riêng cho từng mỗi một người nhất thì mới gọi là tối ưu. Tuy nhiên là cái việc mà ăn vào rồi chúng ta còn phải mất nhiều, rất là nhiều công cho cái việc hấp thụ nè, cái việc chuyển hóa, và nó phụ thuộc vào cái hệ tiêu hóa của mỗi người, phụ thuộc vào cái khả năng chuyển hóa cũng như là sản sinh ra các loại axit amin cũng như là rất nhiều vấn đề khác trong cơ thể của chúng ta. Như vậy một chế độ tối ưu cho bệnh nhân ung thư hay là bất kỳ một bệnh nhân nào đó là gần như là không có. Chúng ta cũng biết được rằng là cái việc mà lý tưởng hóa là không có, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp nhận một mức độ tương đối. Như vậy đối với bệnh nhân ung thư tuyến giáp cũng như những bệnh nhân khác thì chúng ta cần phải duy trì chế độ ăn ít nhất là 3-4 bữa một ngày. Nếu như trường hợp mà chúng ta cảm thấy là mệt mỏi quá, biến ăn quá, không thể ăn được hoặc khó nuốt quá thì chúng ta có thể chia nhỏ cữ ra nữa. Nếu như mà có trường hợp nghẹn ở họng, khó nuốt những loại thực phẩm khô, những loại thực phẩm đóng khuôn thì chúng ta có thể uống hoặc là sử dụng những cái loại thực phẩm xay nhuyễn, những loại thực phẩm hầm nhừ. Và dĩ nhiên trong mỗi một bữa ăn như vậy phải đảm bảo tinh bột, đường, đạm và chất béo, rau, củ quả và chất xơ. Và chúng ta có thể cân phân vào việc là có nên bổ sung thêm những loại sữa hay những loại sản phẩm để hỗ trợ thêm cho quá trình điều trị, cũng như là nâng năng lượng, nâng thêm vitamin hoặc khoáng chất hay không, và phải theo cái sự đồng hành của bác sĩ cũng như là những bác sĩ dinh dưỡng để chúng ta có cái sự lựa chọn mà nó phù hợp với kinh tế và phù hợp với thể trạng của chúng ta, để có thể có được hiệu quả cao nhất với chi phí có thể tiết kiệm nhất, để tránh trường hợp là chúng ta nghe sai thông tin, hiểu lầm thông tin và dẫn đến việc là chúng ta mất rất là nhiều tiền mà lại không đạt được hiệu quả như mong muốn của mình. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Quỳnh Thư. Thưa quý vị, có thể nói là chắc có lẽ phía trước màn hình đang là những bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh ung thư, hoặc là cũng có thể là người thân mà đang coi chương trình này để có thêm những thông tin nào đó cung cấp cho người thân của mình đang mang phải căn bệnh này. Nhưng mà tụi chung lại thì Thanh Giáp biết rằng tất cả quý vị cũng đang rất là hoang mang lo lắng vì khi nhận được cái tin này, đang lo lắng cho bản thân mình và lo lắng cho cả những người thân yêu của mình. Thanh Giáp cũng hy vọng rằng với những thông tin từ đầu chương trình tới giờ mà bác sĩ Quỳnh Thư chia sẻ sẽ một phần nào đó giúp ích cho quý vị có thêm những kiến thức đúng và đủ trong cái vấn đề dinh dưỡng để mà vượt qua căn bệnh này. Trong cái quá trình chiến đấu căn bệnh này, quý vị không hề đơn độc. Quý vị sẽ có người thân bên cạnh, có các y bác sĩ và có cả chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mình chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.